Sử gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào quý khách. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2020. Tại ngay phía trước khu vực xưởng của Mộc Nam Huy. Tiếp tục thì anh em đang chuẩn bị ra sẵn ra đây một tất cả các sản phẩm đồ gỗ nằm trong đơn hàng của chú Nông. Vâng, địa chỉ của chú là ở cây số 32 Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Vâng, tất cả các sản phẩm của chú trong ngày hôm nay Mộc Nam Huy sẽ chuyển lên xe và đi giao cho chú trong cùng ngày. Vâng, và trong qua cái clip này thì Mộc Nam Huy sẽ chi tiết giới thiệu và báo giá lại đến tất cả quý vị về tất cả các sản phẩm này. Vâng, thì trong tất cả các video từ lúc sản xuất tới lúc đi giao cho quý vị thì Mộc Nam Huy đều quay giới thiệu và báo giá cho quý vị đều chi tiết hết tất cả quý vị nhé. Vâng, vì tất cả những cái clip này sẽ được quý vị dùng để tham khảo và so sánh các mức giá của bên Mộc Nam Huy, cũng như quý khách hàng là quý vị là chủ nhân của những sản phẩm này thì quý vị cũng có thể xem được sản phẩm của mình ngay tại xưởng của Mộc Nam Huy trước khi được đi giao cho quý vị như thế nào. Vâng, sơ qua một chút đến quý vị về đơn hàng của chú Nông ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đơn hàng là một bộ salon hương đá tay 12 giá 43 triệu, một kệ tivi gỗ hương đá 2m4 giá 10 triệu 3, tủ áo gỗ sồi màu 1m8 3 chiếc giá 25 triệu 500, giường 1m8 gỗ căm xe sang dạt bằng lăng giá 21 triệu 3 chiếc và một chiếc bàn phấn gỗ Louis giá 5 triệu rưỡi, thưa quý vị. Vâng, và đó là tất cả các sản phẩm, và trực tiếp quay cho quý vị cái hóa đơn để quý vị nắm được các sản phẩm bên Mộc Nam Huy chúng tôi bán công khai, minh bạch và giá cả như thế nào nhé. Vâng, đầu tiên trước mắt quý vị đây là một trong những sản phẩm phải nói là rất là quen thuộc đối với quý vị rồi, một bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12 tay nghe liền hàng 6 món chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Đây là tiêu chuẩn của một bộ tó đào chim, một bộ tó đào chim được đục rất là chính xác, rất là tỉ mỉ quý vị nhé. Bộ tó đào chim đó, tiêu chuẩn của những cái bộ tay nghe 12 tay nghe nguyên khối và không hề chắp ghép quý vị nhé. Những cái bộ tay nghe rất là to vững và liền nguyên khối, và những cái bộ mặt ván cũng tiếp tục là mặt ván dày liền nguyên tấm không chắp ghép ở đằng sau. Vâng, chiếc ghế băng được làm với cái chiều dài là 2m07, chiều cao 1m17 và chiều sâu là 63 củ bì quý vị nhé. Tó đào chim và các dàn tựa thì được làm tựa chữ, ở đây thì Mộc Nam Huy làm tựa chữ phúc lộc thọ và các cái bản tựa có cái độ dày là 3 phân. Trên chất liệu gỗ hương đá thì khi Mộc Nam Huy tôi quay qua cho quý vị trên bất kỳ cái chi tiết nào thì quý vị cũng đều để ý rằng là cái lượng vân ở trên chất liệu gỗ hương đá nó rất là nhiều và nó rất là đẹp nhé. Ở giữa hai cái, ở giữa ba cái tượng thì sẽ là hai cái vách, và hai cái bức vách này thì được đục chạm các cái chi tiết kiểu hoa lá tây đó, rất là đẹp. Phần bên dưới là cái phần cây trống, cây trống này thì nó sẽ đỡ các cái tựa và các cây leo này quý vị nhé. Và các cây trống này thì được làm với cái chiều dày là 5 phân đó, và trên như quý vị thấy là gỗ hương đá này bông vân nó rất là nhiều và rất là đẹp. Và cái phần tay cột ở đây là cột 12, cột đặc nguyên khối hoàn toàn là không tâm không giật không rác quý vị nhé. Đó, và độ cây quý vị cũng có thể theo dõi luôn ngay từ mặt sau, rất là liền lạc. Tay nghe 12, một lần nữa giới thiệu lại quý vị, tay nghe 12 là con nghe liền từ trên xuống dưới rất là to, không hề chắp ghép đoạn nào cả đó. Và mặt ván, con mặt ván dày liền nguyên tấm dày 2 phân. Dàn vai thì được đục các chi tiết sen dẹo hoa lá tây, chân đục đầu lân chân móng, một cái mũ ghế của nó là tiêu chuẩn rất là cao, và dạng trước vén cong. Chiếc bàn thì Mộc Nam Huy làm với cái chiều rộng là 60, chiều dài là 1m3, bàn có hai hộp kéo ở hai bên. Và tiếp theo là hai chiếc ghế con, như quý vị có thể thấy ở đây, hai chiếc ghế con thì được đục hai chữ phúc lộc quý vị nhé. Và cũng tiếp tục là một cái bộ tó đào chim rất là đẹp, những cái phần trương đục hoa lá tây, ở bên dưới thì đục thêm các chi tiết sen dẹo đó, rất là đẹp. Bộ tựa chữ lộc đây đó, bông vân rất là nhiều. Và mặt ván thì cũng tiếp tục là một cái bộ mặt ván chèn tay nghe liền đó. Vâng, đây là tiêu chuẩn của một bộ 43 triệu chân đôn 8 quý vị nhé. Quý vị có thể yêu cầu chân đôn 12 trong mức giá là 45 triệu Mộc Nam Huy có sẵn. Tiếp theo là một bộ bàn ăn, ở đây là một bộ bàn ăn hình oval, chất liệu là khung căm xe,
và dàn mặt được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ 8 ghế. Và đây là sản phẩm có giá là 19 triệu tại xưởng Mộc Lam Phi. Bàn được làm với cái chiều rộng là 95, chiều dài 1m95, khung căm xe, mặt gõ. Ở đây thì cái phần mặt gõ Mộc Lam Phi cũng làm hoàn toàn là một lá. Và các sản phẩm thì chú Đông đều tới tận xưởng Mộc Lam Phi ký tên vào mặt sau quý vị nhé. Chiếc ghế thì trên hàng căm xe rất quen thuộc với quý vị, là chiếc ghế được làm cái kiểu dàn tó hoa lá tây và các dàn tựa đục bông hồng. Và các cái phần tựa cũng như các phần mặt trên chiếc ghế thì được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và cái dàn chân thì được làm đục theo kiểu chân mắt nai. Đó, rất là đẹp trên chất liệu gỗ căm xe. Vâng, đây là một bộ bàn ăn giá 19 triệu được tặng kèm luôn kính mặt bàn và một chiếc kệ tivi. Ở đây là kệ tivi chất liệu gỗ hương đá. Chiếc kệ tivi hương đá này có cái chiều dài là 2m4 quý vị nhé. 100% chất liệu gỗ hương đá, giá 10.300.000. Các sản phẩm này thì nó sẽ đi kèm với cái bộ ghế Minh Quốc Đào gỗ hương đá ở ngoài kia. Vâng, tiếp theo đó là ba chiếc tủ áo chất liệu gỗ sồi Nga thì sẽ được anh em tháo rời hết quý vị nhé. Đơn giản vì cái chuyến hàng này của chú rất là nhiều đồ, cho nên anh em sẽ tháo rời hết tất cả các sản phẩm này, như chiếc giường, như chiếc tủ này và cũng như những chiếc giường để đi giao cho chú. Và tiếp theo là ba chiếc giường. Nếu như quý vị thấy ở đây khu dãy này thì Mộc Lam Phi chúng tôi để giường thì sẽ có ba chiếc giường của chú cũng đã ký tên. Đó, ba chiếc giường hoa dây 1m8 đã được chú ký tên rồi. Thì lát nữa anh em sẽ chuyển các cái sản phẩm này và đi giao cho chú quý vị nhé. Và cuối cùng là một chiếc bàn phấn gõ Louis. Một chiếc bàn phấn gõ Louis thì Mộc Lam Phi có rất là nhiều. Đây, các cái mẫu Louis gỗ gõ 5,5 triệu. Ở bên đây thì có cả một dây tới 8 chiếc cơ. Đó, lát nữa anh em sẽ chuyển những cái sản phẩm này lên xe và đi giao cho chú. Vâng, kính thưa quý vị, thì ở Mộc Lam Phi các cái video đi giao hàng thì luôn luôn Mộc Lam Phi quay rất là chi tiết và báo giá cụ thể đúng quý vị. Và thậm chí cái tờ hóa đơn này nó rất là quan trọng. Vâng, sẽ chẳng có ai đi quay phim mà đã quay cho quý vị coi nguyên cái hóa đơn như thế này. Đây là cái sự minh bạch quý vị nhé. Khách hàng nào và bất kỳ ai, quý vị ở bất kỳ đâu tới xưởng Mộc Lam Phi thì quý vị đều được mua hàng với cùng một cái mức giá duy nhất thôi. Khi khách ở gần hay khi khách ở xa thì cũng mua cùng một mức giá. Chỉ có một điều là khi khách ở gần trong phạm vi 30 cây thì được miễn phí. Còn khi khách ở xa thì quý vị thông cảm, chúng tôi phải tính thêm cái phí vận chuyển. Vâng, một lần nữa đây là clip Mộc Lam Phi quay các sản phẩm của chú Nông ở cây số 32 Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Đơn hàng của chú thì có tổng giá trị là 105.300.000 quý vị nhé. Vâng, đây 105.300.000 nhưng mà cộng thêm một bộ bàn ăn căm xe nữa là 110 triệu quý vị ạ. Vâng, cảm ơn chú Nông và cảm ơn tất cả quý khách hàng đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Lam Phi. Trong video đã báo giá chi tiết tất cả các sản phẩm. Nếu như còn thiếu thông tin gì, xin quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mộc Lam Phi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc và những gì của quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Lam Phi.